Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục cái trò chơi Power Warrior Final Fighter X. Là video thứ hai của mình ha. Ồ, cái tên dài quá. Khó nhớ ghê. Thì trời. Sâu. Đó, bây giờ mình đang chọn nhân vật này gọi là Vegeta. Quá dễ. Tên dễ. Vẫn đang đấu trong cái chế độ story á. Trời ơi, bắn bậy bạ hoài cái con này. Ăn một quả đi. Trời. Vẫn liền. Hắn hụt thể thất. Trời ơi, gồng lên gồng lên. Ấy da, tôi đã thấy được. Trời ơi, hi trời ơi, dữ dằn. Wow, bắn cái gì vậy? Hi. Trời đất, quá trời. Dính đầu. Vô cái đầu mày rồi. Ủa, nó không thằng á. Một cái con khỉ cái gì đó. Con khỉ này ra để làm cái gì? Trời đất. Dạy giờ phải đánh con khỉ nữa. Khỉ dọc. Đúng rồi. Dính đầu. Mau quên ra bị phân nửa rồi. Và bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi. Trời ơi, sao biến thành con quỷ này. Khỉ biến thành cáo à trời. Xấu đứt rồi, tạm biệt cưng. Vâng, tiếp tục. Trận thứ hai chính là người đánh con này. Trông như là con sao đó nhỉ. Sao con. Chờ đi. Trời ơi trời ơi. Vui. Trời đất ơi. Khủng khiếp. Vẫn chưa bắn trúng được nữa. Thiệt tệ. Người ơi, trở hoài. Trời đất ơi. Hai cú, ba cú. Đức nè, y cha. Dữ thật. Ây da, đánh gì dữ vậy, trời đất ơi. Đập quá. Bắn ra ngoài. Con quỷ. Ngắm đi. Xong rồi. Tất cả mọi thứ đã xong. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục. Giờ ta có thể mua được những con vật này. Cái nhân vật nào nó xong thì ta chọn đấu. Này. Nhấp luôn. Tên gì bậy bạ không vậy? Zizel Piccola. Thì có bậy bạ. Nâng cấp sức mạnh. Wow. Biến hình nha. Dễ hẹ. Người ta cũng khỉ đột hả? Trời, level thứ 10 kìa. Trinh ạ. Trinh. Trời ơi, anh chạy xuống.
chạy lên chạy xuống, đập chết liền, đập chết liền. Wow, ai dù những đòn, những đòn, những đòn, những đòn, những đòn, ơi trời ơi, trời ơi, em con nó vậy. Một con đấu chưa xong bây giờ tự dưng lại ra thêm một con, đáng ghét. Trời ơi, quỷ thằng ơi. Bay mất máu biết bao nhiêu rồi kìa, đánh cái gì sao. Ôi ngờ mất hết đi hai thằng chưa. Nghèo, trời trời. Tại sao lại học? Tại sao lại học? Trời ơi, dính đòn chưa, dính đòn chưa, khủng khiếp. Dạ, trời, nguy hiểm. Lì quá, lì quá, ăn bắt trước sao. Trời ơi, nâng cấp lên đó. Dữ rồi. Ây da, tiếp thôi. Trời, chọn nhân vật này đi. Chết trong vui. Gì vậy? Son Goku. Quá gì tiến hành shopper xa ra tối đa luôn, tối đa luôn, biến thành ba luôn, shopper xa ba đó vô chơi liền. Đọc đấu cái level 11 của mình nha. Dữ thiệt. Trời trời, bắn cái quái. Ngay còn có 2 viên à. Trời ơi, trời trời trời. Dính cái đòn, dính cái đòn. Ở đó mà lộn xộn. Lộn xộn cái này. Trúng chưa, trúng chưa. Ok, ok, tự nhiên đỡ ra hèn thẳng này sắp ngẫm rồi. Trời ơi, viên quân lệ, viên binh lệ ta lắm hả. Còn con này kia tự nhiên đâu lòi cho con này lắm. Trời đất, thiệt tình chửi người ta nữa. Chửi người ta dính đòn khóc chưa ở dưới mạnh dài thiệt tình. Cha mày dính đòn nghe xe 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 xong thiệt. Vâng, xong rồi, xong rồi. Mình tiếp tục. Tiếp tục. Trời, con này là con gì vậy trời. Ôi, ôi trời ơi, trời bậy bà. Thiệt là đính đòn. Dính đòn, dính đòn. Trời ơi, trời, lũng mẹ tên gì. Ta sẽ cho người biết mọi. Con kia Visa Sia Sia. Đếp chưa.
đốt chưa, trời ơi trời, bả như tụi bảy bả nha, tiêu tụng nó còn như cũng lì quá ha, chưa khô đi, có gì đâu, còn chút máu cũng lì, trời hai thế. Biến hình nữa hả? Như trời xanh xôi. Xong xong rồi. Hi hi hi. Wow 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 wow. Bây giờ ta sẽ tiếp tục cái level thứ 13. Trời giỏi với thằng Coco rồi, chơi luôn Coco và Coco đó với nhau. Ok, chuẩn bị bạ với tao. Nó trở thành Super Saiyan 3 rồi, sẽ đập chết hết. Hãy xem trưởng dính cái đỏ. Vâng, rồi sang người ta. Chết chưa. Trời ơi, máu còn nhiều quá vậy. Một thằng này xuất hiện thêm một thằng nữa dữ dằn thế. Làm sao mà chúng ta đánh được đây? Ha.